Ok, xin chào mọi người. Thì cái video này Vũ muốn chia sẻ cho mọi người cái là xem phim hiệu ứng 5.1 ngày trước nó rất là khó khăn vì chúng ta phải đi chép ổ cứng như cái video lần trước mà Vũ đã chia sẻ cho mọi người. Thì hôm nay Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người thì thật ra bây giờ công nghệ họ phát triển rất là nhiều thứ và chúng ta chỉ cần một thiết bị giải mã tốt, một cái đầu phát tốt thì các bạn có thể xem phim online được. Nếu mà chúng ta xài những cái phần cứng mà của China thì mọi người sẽ không thể nào mà xem phim online mà có những định dạng 5.1 nè, 7.1 nè, DTS hay là Atmos nè thì mọi người sẽ không nghe được những cái định dạng đó được. Thì bây giờ hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người một thiết bị cực kỳ đơn giản và bây giờ xem phim online rất là đơn giản. Ở đây thì mọi người có thể thấy thì trước mặt ở đây Vũ đây là một hệ thống xem phim. Đây, Vũ sẽ quay cho mọi người cùng xem. Mình sẽ không tắt đèn, mình sẽ nên mà nó sẽ hơi mờ xíu. Thì ở đây Vũ chỉ cần một cái âm ly xem phim đơn giản thôi. Đó. Và kế đến là một màn chiếu và bây giờ Vũ chỉ cần thao tác một cái chiếc remote. Khi mà chúng ta xem phim thì ngày xưa phải đi đúc ổ cứng chọn phim mất thời gian lắm. Còn bây giờ cầm remote này, cầm remote kia, cầm remote nọ rất là mất thời gian của mọi người. Thì Vũ xài thiết bị này thì mọi người có thể xem phim được online. Và hiện tại Netflix, nếu mà chúng ta chọn sản phẩm phù hợp, mọi người có thể xem được những định dạng 4K, 5.1, 7.1 và luôn cả Atmos. Thì bây giờ Vũ sẽ mở thử cho mọi người xem để mọi người có thể tin được cái điều đó hay không nha. Tại vì ngày trước chúng ta xem online, chúng ta xem những cái phần mà của Trung Quốc mà họ sản xuất á, những cái phần cứng mà không được Netflix hỗ trợ á, thì các bạn sẽ không bao giờ thấy được, dù là các bạn đang xài Netflix bản quyền nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái định dạng đó. Nhưng mà chúng ta cần một thiết bị phù hợp thì chúng ta sẽ trải nghiệm được những định dạng 5.1 online trên Netflix luôn. Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì đầu tiên là Vũ sẽ vô Netflix. Vũ xin mọi người thông cảm một điều nha, tại vì nếu mà Vũ quay trực tiếp như thế này ở trên Netflix á thì đôi khi á là nó xảy ra trường hợp là bị dính bản quyền. Thì nên Vũ sẽ test cho mọi người để thấy được những cái trải nghiệm trên Netflix nó được như nào. Rồi Vũ sẽ quay ở đoạn cuối, lỡ có bị cắt thì sẽ bị cắt đoạn cuối thôi nha. Vũ sẽ báo trước như vậy. Đây, thì đây là một tài khoản Netflix. Đây là những cái tài khoản. Nó rất là sướng. Sẵn hôm nay Vũ review dùm Netflix bữa luôn nha. Mọi người ha. Thì đây là tài khoản khi mà Vũ buổi tối Vũ coi nè. Còn đây là dành cho những khách hàng tới showroom của Thiên Vũ khi mà khách hàng muốn trải nghiệm âm thanh nè. Còn đây là những bạn. Và đây là khu vực phim dành riêng cho trẻ em. Thì Vũ sẽ review khu vực dành riêng cho trẻ em trước nha. Ok. Mạng nó có vấn đề gì sao? Nó hơi chậm xíu nha mọi người ha. Hôm nay mạng có vấn đề. Đó. Thì khu vực này thì khách hàng có thể cho con mình coi phim thoải mái mà không phải gặp những bộ phim người lớn như thế nào rồi đó. Với lại để Vũ giảm volume được xuống. rồi, vào vị trí. Ok, để Vũ giảm volume xuống. Đó. Và hình ảnh nó rất là đẹp nha các bạn. Và nó có những bộ phim mà nó hỗ trợ phân giải lên 4K luôn nữa. Đó là trẻ em. Đó. Nó có định dạng các bạn xem những bộ phim nè. HD 5.1 là các bạn thấy không? Khi mà ở trên đây các bạn hiển thị ra được như vậy thì các bạn có thể sử dụng được hiệu ứng của nó. Còn nếu mà trên Netflix mà chúng ta không thể hiện ra được những định dạng như thế này thì các bạn cho dù các bạn cắm vào loa 5.1, 7.1, 9.1 gì đó thì những định dạng đó sẽ không bao giờ ra lo và ra là nó ra kiểu multi thì nó sẽ không đúng với cái hiệu ứng âm thanh của bộ phim đưa ra đó. Rồi Vũ sẽ đổi chuyển đổi nha. Vũ chuyển qua bên Vũ đi. Đó, Vũ đang xem online mà Vũ đâu cần phải chép ổ cứng đâu, tại vì mọi người sẽ không có thời gian để mà đi chép ổ cứng như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng ta sử dụng Netflix đó. Thì khách hàng có thể, nếu mà mọi người thích những cái giải pháp này của Vũ thì mọi người cứ liên hệ bên Thiên Vũ. Thì các bạn sẽ tư vấn và sẽ chỉ cho mọi người cái cách để làm sao mà chúng ta, những khách hàng mà đang có những bộ dàn xem phim sẵn ở nhà đó thì cứ liên hệ bên mình sẽ hỗ trợ cho mọi người cách để mọi người có thể xem được phim phim online và khai thác được những cái bộ dàn 5.1 như vậy. Và tại sao xem phim online đặc biệt hơn xem phim cô cứng nha. Rồi. Thì Vũ đã chuyển qua Vũ nè. Đặc biệt khi mà mọi người xem phim online á, đặc biệt nha, Vũ để giảm volume lại. Thì khi mà mọi người xem phim online á thì bộ phim online á nó sẽ được Netflix cập nhật liên tục. Ví dụ có một bộ phim từ 2015 mà về nó chưa có 4K thì có thể trong thời gian này
Netflix sẽ update cho bạn một bộ phim đó, cũng là bộ phim đó nhưng mà với chuẩn định dạng âm thanh mới và chuẩn cái là 4K hoặc là 4K HDR luôn. Đó, mọi người sẽ được cập nhật liên tục. Cái thứ hai khi mà mọi người xem phim online là tránh bị nhàm chán ở cái điểm là vì xem phim online có được là có phim tập, và những bộ phim tập đó là những bộ phim lớn bom tấn của nước ngoài nha các bạn. Của những phim châu Mỹ á, nó có phim bom tấn và những phim tập đó có đều có hỗ trợ 4K và phim đó cũng đều có tập hợp được cái định dạng 5.1 và Atmos luôn nha. Atmos, phim tập có Atmos luôn. Các bạn sẽ trải nghiệm và chúng ta theo dõi. Và cái hay hơn nữa là xem phim online bằng tài khoản Netflix và kết hợp với hệ thống âm thanh xem phim nhà của mọi người thì mọi người sẽ được một cái là khi mà đang coi mà bận việc gì đó thì bộ phim đó sẽ vẫn được lưu lại và chúng ta có thể xem tiếp. Nhưng mà khi mà xem trên ổ cứng thì các bạn sẽ không, khi mà xem trên ổ cứng các bạn thoát ra, các bạn pack nó về thì cái quãng mà mọi người đang sử dụng đang ở đâu bị mất hết trơn rồi. Đó, đó là cái điểm sự khác biệt giữa xem online và ổ cứng. Ổ cứng như thế nào Vũ đã chia sẻ. Và bây giờ online nó đã ra những định dạng và những chất lượng cực kỳ đã rồi mọi người, không phải như ngày xưa nữa. Và Vũ cho mọi người xem nha. Tìm kiếm Vũ sạch từ 4K. Rồi mọi người ha, 4K ha. Đây, và máy chiếu của Vũ đang sử dụng 4K luôn nha mọi người ha. Đây mọi người thấy, bạn đứng đó ha. Đây, phải đứng đây luôn. Mọi người thấy chưa, 4K Atmos đó. Đây 4, à, tới nè, 4K Atmos. Và khi mà Vũ bắt về xíu đó, mà đó, đây là cái độ mà Vũ đang xem lỡ dở nè. Dù là bộ cách này là khoảng mấy ngày Vũ đang xem nhưng mà đo bận mình không xem nữa, nó vẫn lưu trữ và lúc đó mọi người có thể xem tiếp được. Đó là Netflix, thì những cái tính năng này thì Vũ không phải giới thiệu gì nhiều. Thật ra Vũ muốn nói lại để chi là những khách hàng đang xem ổ cứng đôi khi chúng ta chưa dùng, tại vì những khách hàng mà chưa dùng Netflix mà xem những trang mạng free, những cái trang mạng mà free á, thì cái trải nghiệm nó không đã. Còn Netflix á, hình ảnh đã, mượt, chất lượng cao. Nhưng mà chúng ta phải trả phí và mọi người 260.000 tháng. Mọi người có thể xài chung trong gia đình với nhau, hùng tiền với nhau, mọi người mấy chục nó xài một tài khoản thì rất là ok luôn. Rất là rẻ mà xài phim chất lượng cao nữa. Đó, mọi người thấy không? 4K HDR Atmos đàng hoàng. Bây giờ Vũ sẽ cho mọi người, Vũ sẽ bấm play bộ phim này nha. Và Vũ sẽ cho mọi người coi định dạng trên cái âm ly này coi là nó đúng không nha. Ok. Rồi. Bạn có thể quay lại giúp mình. Đây. Mọi người có thể thấy nè, bạn quay lại giúp mình cận luôn nè. Vũ đang xài là 7.1. Đó, mọi người thấy không? Nè, Center. Rồi nè, Atmos 7.1 nha mọi người, đầy đủ. Đó, các bạn thấy đó, 7, nó ra luôn cả 7.1 chứ không phải là 5.1 nha mọi người ha. Đó, rồi, ok. Đó, như vậy là các bạn thấy không? Rồi, Vũ lay định dạng nè. Rồi, Vũ cho những cái đoạn gây cấn đi. Và các bạn đặc biệt nha, xem phim online mạng bây giờ mọi người chỉ cần mạng gia đình thôi, mọi người xem phim đã rất là đã rồi. Đó. Và nó load rất là nhanh. Đó. Đó, rất là đã. Badges, we don't need no stinking badges. One, nothing else is working. Đó, như vậy là Vũ đã review cho các bạn rồi xong. Giờ có những, ngoài việc 4K Atmos đó, nó có rất là nhiều phim cho mọi người chọn. Đây, cũng 4K HDR Atmos rất là nhiều. Đó. Đó. Các bạn sẽ thấy được cái trang trên màn hình mọi người, cái Netflix nó thể hiện nhìn nó cũng sang hơn so với mọi người sử dụng những cái đọc Blu-ray. Thì đây là một cái giải pháp giúp cho những khách hàng mà đang có những bộ dàn xem phim mà chúng ta vẫn còn phải lục đục mà đi kiếm chép phim, chép bộ cứng mọi thứ á, thì chúng ta gạt qua một bên vì chúng ta không có thời gian nữa, và chúng ta sẽ có thời gian bấm play và chúng ta chỉ cần xem thôi là mọi người có thể xem được bộ phim rất là mượt, chuẩn âm thanh, tất cả các định dạng cao nhất, có cả Atmos rồi, rất nhiều thứ nữa. Ok, như vậy là hôm nay là Vũ đã review, chia sẻ cho mọi người tất cả những cái gì mà Vũ tích góp bữa giờ và đi tìm tòi bữa giờ để muốn cái phim này sẽ được nhiều
khách hàng chúng ta chưa trải nghiệm, ta sẽ trải nghiệm hơn. Và cái trải nghiệm mới này của mọi người sẽ khác với ngày xưa là không cần phải xài ổ cứng nữa. Và một cái hay nữa là vấn đề cái remote. Thì mọi người thấy nãy giờ Vũ tăng giảm remote, bấm play, đứng điều khiển, âm ly, điều khiển, xem phim, tất cả một remote. Chứ không phải là dùng 2, 3, 4, 5 cái remote rồi bấm cái này, bấm cái nọ, bấm nọ. Đây rất là tiện ích các bạn. Và Vũ có thể chuyển nhỏ HDMI bằng cái này luôn. Rất là đơn giản và nó tích hợp luôn cả Google Assistant. Ví dụ Vũ muốn vô YouTube nè, Vũ sẽ vô cho mọi người xem luôn nè. Chuyển YouTube. Chỉ cần một nút bấm. Chứ không cần phải làm gì cả. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó. Rồi tích hợp được giọng nói. Rồi tăng giảm âm ly 5.1 luôn. Tức là ở đây là tăng âm lượng 5.1 và tắt tiếng của âm ly giải mã xem phim receiver luôn nha mọi người ha. Đó. Rồi ha. Thiên Vũ Audio. Đó. Các bạn thấy không? Tôi tìm thấy hai địa điểm cửa hàng thiết bị âm thanh gần bạn. Địa điểm thứ nhất là dàn karaoke gia đình cao cấp hay nhất Thiên Vũ Audio. Nó có tích hợp Google Assistant luôn, mọi người thể dùng nó để tắt thiết bị trong gia đình của mình luôn. Rất là sướng. Chứ không phải như ngày xưa nữa. Ok. Như vậy là hôm nay Vũ đã review cho mọi người khá là nhiều. Chia sẻ mọi người chi tiết. Và hôm nay cái video mà nếu có dài như vậy á, thì mọi người phải hiểu rằng là Vũ đang muốn chia sẻ hết mình, cũng hết tâm huyết của mình để cho những khách hàng mà chúng ta chưa trải nghiệm, cũng như là khách hàng mà đã trải nghiệm mà có những cái mà chưa biết á, thì mọi người có thể biết thêm. Còn những cái nào mà Vũ có nói sai gì thì mọi người và các bạn xem video này cùng góp ý lại, cũng như là cùng comment ở bên dưới, cùng trao đổi với Vũ để Vũ sẽ học được nhiều hơn. Các bạn thấy video hay, hữu ích cho tất cả mọi người thì đừng quên ủng hộ cho Vũ một like và share. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video Vũ chia sẻ nhiều hơn và những một số mẹo trong những chi tiết trong bộ phim. Ok, xin chào các bạn trong video lần sau. Bye bye.